một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng Ngày 24 tháng 7 năm 2021 Thưa quý vị, ở Việt Nam mà có một sự kiện xã hội nào Mà có tính cách tiêu cực Thì các bác chống cộng cực đoan ở hải ngoại Hay chỉa mồm về, xuyên tạc Rồi vẽ thêm rồng, thêm rắn Vẽ thêm râu, thêm ria Bịa chuyện, kích động rồi kêu gọi người dân hãy không tin tưởng vào đảng và nhà nước và hãy lật đổ cái thể chế đó đi. Nhưng mà khi thấy những cái cảnh gì mà tiêu cực ở tại nước Mỹ đó, ngay cả việc mà giết người rồi là như quế đó, bất ổn xã hội, thì các bác chống cộng cực đoan bên này rất sợ, im hết, im, im lặng. ngộ vậy đó thưa quý vị hôm tối hôm hôm thứ năm ngày 23 tháng 7 giờ Washington DC đó giờ thủ đô của nước Mỹ đó thì có một cái cảnh là tới bắn người ở trong các cái nhà hàng vô vô tội vạ những người mà đi ăn người ta gọi là diners đi ăn tối đó, bỏ chạy toán loạn hết ở ngay tại thủ đô. Ở tại thủ đô một cái cường quốc giống như Mỹ mà có cái cảnh này nó không phải một lần mà nó thường xuyên. Bạo lực xảy ra hàng ngày ở tại nước Mỹ mà các bác chống cộng cực đoan không dám nói. Tự do đa đảng kiểu này mà sống thì sống là mấy gì nữa. Kiểu mà đi ăn chơi ở ngoài đường á chiều lại có những cái cảnh là bắn tùm lum hết đi vào mo cũng bị bắn, hầu như xảy ra hàng ngày rồi cảnh sát bắn chết người mỗi một ngày tối thiểu là khoảng chừng ba bốn người nước mỹ bạo loạn như vậy nước mỹ không có an toàn thế các bác chống cộng cực đoan đâu không lên tiếng không nói cho các vị dân cử làm sao bảo vệ được nước mỹ chứ tại sao cứ hay chỉ mồm về Việt Nam Thưa quý vị, tối hôm thứ năm Hai người đã bị bắn ở ngay tại Cái con đường rất là Bận biệu ở tại thủ đô Washington DC Theo cảnh sát đó Thì là hôm đó đó Tối hôm đó có một, Có mà cái người cầm súng đó, Tới cái Cái chỗ nhà hàng này á Cái xã xuất bắn liền Cái người đàn ông á Là mặc áo màu đen và đó là ông ấy có cầm một cái gì trong tay đó là ông lái một chiếc xe gọi là màu xe sedan màu màu đỏ đậm, à. cái người mà bắn bị bắn ngay thẳng vào ngực nhưng mà cũng có một người khác thì bị bắn vào 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 tay vào cánh tay cả hai đều bị hôn mê và thở mạnh tức là thở hỗn hển đó. và cảnh sát đã đưa hai người vào bệnh viện để mà cấp cứu thưa quý vị để mà cấp cứu bây giờ đó là những người mà đi ăn á, thì bỏ chạy hoảng loạn hết họ không biết sự gì xảy ra nhưng theo cảnh sát trưởng là ông Robert Conti đó ông nói rằng là cả hai người nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện nhưng mà theo ông nhìn xét á, theo ông nhận xét của ông á cái người mà bị bắn vào ngực là cái mục tiêu của người đến để bắn còn cái người mà bị bắn vào cánh tay là cái người đó chỉ là bystander thôi là cái người bàng quang đến để ăn mà bị à, bị dính bị dính đạn chuyện này nếu mà nó xảy ra ở các thành phố khác thưa quý vị thì nó đỡ cái mức gọi là cái mức độ nguy hiểm và trầm trọng. Vì ở những nơi khác không phải là thủ đô. Nhưng mà cái việc mà gọi là bắn người, bắn trong các quán bar, rồi các nhà hàng, nó xảy ra cơm bữa hàng ngày. Như Houston của tôi đó, ngày hôm qua cũng vậy nữa, là một quán bar đã có những cái sự ẩu đả súng, ba người chết, vài người bị thương, hầu như hàng ngày nhưng mà là những cái thành phố giống như Houston là thành phố lớn nè vậy mà cũng không đủ quan tâm tại vì nó không phải là thủ đô còn Washington DC thưa quý vị là thủ đô là nơi an toàn là đầu não của nước Mỹ mà xảy ra cảnh này thì còn cái gì nữa nếu cảnh này mà xảy ra ở Hà Nội đó tôi bảo đảm với quý vị là quý vị sẽ nghe rất là nhiều người chống cộng cực đoan về dân chủ cụi sẽ bịa chuyện mà nói xấu nhà nước và đảng nói rằng là thủ đô hà nội không an toàn thủ đô hà nội loạn dân cầm súng đi là coi như là không có cái gì nữa hết mà trong thực tế nước mỹ này mới là đại loạn ngày nào cũng có cảnh người ta sắp súng bắn người như vậy tại thủ đô mà cũng còn có bắn người cách cả hàng bao nhiêu người bỏ chạy tán loạn một cái khu đông đúc người mà bị người cầm súng đi như chỗ không người bắn rầm 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 cảnh sát hoảng sợ người dân cũng loạn à. cái đoạn đường đó là cái đoạn đường đông đúc mà thưa quý vị đoạn đường số 14 và đường Riggs à. đoạn đường số 14 và đường Riggs phía tây bắc của DC của Washington DC thiệt là kinh khủng cho cái nước Mỹ này mà những người dân chủ cũ ở trong Việt Nam chưa bao giờ có mặt ở tại Mỹ mơ tưởng nước Mỹ là một thiên đàng mơ tưởng rồi hở chút xíu là bịa chuyện bịa chuyện là kích động đánh phá nếu chuyện này mà xảy ra ở Hà Nội thì chắc là họ làm rầm lên rồi nhưng mà chuyện này xảy ra ở tại nước Mỹ thưa quý vị ở ngay thủ đô thì họ im hết còn cái chuyện mà gọi là xảy ra ở những cái thành phố lớn như ở Houston tôi như tôi nói là ngay từ chiều tối hôm qua thôi là ba người bị bắn chết ở trong quán bar đó chuyện nó như cơm bữa vậy bây giờ mà đi ra ngoài đó, ngay cả cái việc mà đi quán bar đó tôi cũng rất ngại vì sao mình không biết mình bị lạc đạn bất cứ lúc nào họ thanh toán nhau họ giận dữ nhau cái chuyện gì đó sắp súng vô bắn có nhiều khi là có những người bị tâm thần đi bắn ở trong các cái mò bắn một loạt mấy chục người đó xảy ra hàng ngày như cơm bữa đố các bác ở trong Việt Nam mà nghe được các bác trong cộng cực đoan ở hải ngoại nào này mà dám lên tiếng với chính phủ Mỹ nói rằng là Mỹ là bị loạn tới nơi rồi cần lật đổ chính phủ Mỹ đi đố nhưng mà nó Việt Nam mà có một chút gì thôi là quý vị sẽ xem thấy liền khác nhau như thế. Não trạng của những con người không còn có lương tri đối với tổ quốc khi chỉ thấy một cái gì đó là muốn bịa chuyện đánh phá nhà nước. Lạ thế. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi. Ngày 24 tháng 7 năm 2021 và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.